những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Sau khi tổng hợp các ý kiến tín nhiệm cử tri nơi cư trú, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thống nhất số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thành phố Vị Thanh đã cải tiến xây dựng các con đập thời vụ, không gây cản trở lưu thông mà lại tránh sự lãng phí. Từ ngày 14 tháng 4, bắt đầu thu phí đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp với 5 mức phí, trong đó cao nhất là 200.000 đồng một lượt. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016 của truyền hình Hậu Giang. Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn tất việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 chính thức lập danh sách những người ứng cử. Hội nghị có sự tham dự của ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Theo kết quả thống nhất hiệp thương lần thứ 2, số đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang là 9 đại biểu và 2 đại biểu trung ương. Đến ngày 7 tháng 4, Ủy ban bầu cử tỉnh hoàn tất việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 9 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội của tỉnh. Tại hội nghị này, các thành viên Ủy ban Mặt trận đã biểu quyết thống nhất 100% danh sách 8 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội cộng với 2 hồ sơ đại biểu trung ương là 10 để bầu lấy 6 đại biểu. Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, hiệp thương lần thứ 2 thống nhất 9 đại biểu. Đến hết ngày 7 tháng 4, Ủy ban bầu cử tỉnh hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với 88 trên 90 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó, 2 người ứng cử không tổ chức lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi cư trú với lý do sức khỏe. Và một trường hợp xin không tham gia ứng cử ngay sau hiệp thương lần thứ 2. Tại hội nghị, các thành viên đã thống nhất dự kiến rút 9 hồ sơ đại biểu có tỷ lệ tín nhiệm thấp, không nằm trong cơ cấu quy hoạch cán bộ tại các cơ quan đơn vị, còn 81 hồ sơ ứng cử để bầu lấy 50 đại biểu. Sau hội nghị này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân gặp gỡ tiếp xúc cử tri ở các đơn vị bầu cử, thực hiện quyền vận động bầu cử theo luật định. Sau khi tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ 3, chính thức lập danh sách những người ứng cử, chiều nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Công Chánh và ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các ban xây dựng đảng đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy. Đến nay, Ủy ban bầu cử thị xã đã niêm yết xong danh sách các cử tri với số lượng hơn 46.000 cử tri. Sau khi tổ chức 51 cuộc lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, 100% cử tri trên địa bàn đều đồng ý với 2 đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 55 đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân thị xã và 292 đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân của 6 xã phường. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã cũng liên kết lấy ý kiến của nơi cư trú đối với 12 đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Phụng Hiệp cư trú trên địa bàn Ngã Bảy, thống nhất với danh sách ứng cử viên. Qua kiểm tra, ông Lữ Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao công tác phân loại cử tri của Ủy ban bầu cử xã Tân Thành, nhưng cần đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử, đồng thời tăng cường tuyên truyền được hiệu quả hơn. Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu thị xã Ngã Bảy tra soát lại hơn 1.000 hộ vắng mặt ở địa phương và tìm hiểu nguyên nhân cụ thể, tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết tốt khiếu nại tố cáo và có kế hoạch tập huấn cho lực lượng chuyên trách để thực hiện tốt những bước tiếp theo trong quy trình bầu cử. Thưa quý vị và các bạn, Tết Chon Cha Nam Khmer, còn gọi là Tết Chịu Tuổi của đồng bào dân tộc Khmer, được diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 dương lịch hàng năm. Và trong không khí này, sáng nay, Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi họp mặt đồng bào dân tộc Khmer với sự tham dự của gần 200 đại biểu đại diện cho cán bộ, chức sắc, ban quản trị chùa, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi họp mặt, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, gửi lời chúc mừng năm mới đến đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn đón Tết cổ truyền Chon Cha Nam Thơ Mây 2016, vui tươi, đầm ấm, an toàn và có ý nghĩa. Đồng thời mong muốn các thượng tọa, đại đức, cán bộ, sư sãi và đồng bào Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, chung sức xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt tích cực hưởng ứng tham gia bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần đạt thành tích cao nhất trong xây dựng bộ máy chính quyền. Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh đã tặng hơn 180 phần quà Tết cho các gia đình Khmer, đại đức, sư sãi tiêu biểu. Cũng trong sáng nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Dị Thủy về tình hình hoạt động kinh tế xã hội quý 1 năm 2016 và triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch, cuối năm nay, huyện Dị Thủy sẽ có thêm một xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Về lĩnh vực nông nghiệp, trong quý 1, huyện Dị Thủy đã xuống giống dứt điểm vụ lúa hè thu năm 2016 với diện tích 16.000 hectare. Trong công tác giao thông thủy lợi, thực hiện được 16.000 m2 phần đường và 350 m2 phần cầu, đạt 60% kế hoạch. Riêng tiến độ xây dựng xã nông thôn mới, đến nay xã Dị Thắng đã đạt 12 trên 19 tiêu chí. Khó khăn hiện nay là tiêu chí số 5 về trường học, xã chưa có trường đạt chuẩn quốc gia. Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất, văn hóa chưa được nâng cấp, mở rộng. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân huyện kiến nghị tỉnh trong thời gian tới ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ địa phương đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, phấn đấu đến cuối năm 2016, xã Dị Thắng sẽ về đích xã nông thôn mới. Vấn đề này cũng đã được ông Trương Cảnh Tuyên thống nhất giao Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư sớm xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư các hạng mục công trình, đưa xã Dị Thắng hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, các hệ thống cống ngăn mặn trên toàn tuyến đê bao Long Mỹ - Dị Thanh có cách thiết kế không phù hợp, phải nhanh chóng cải tiến cách vận hành mới. Từ chỉ đạo này, sáng nay Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã tiến hành lắp đặt thí điểm motor điện để vận hành đóng mở nắp cống ngăn mặn tại cống kênh 5 xã Quả Tiến, thành phố Dị Thanh. Sau khi lắp đặt motor điện, việc vận hành nắp cống sẽ dễ dàng. Thay vì trước kia quay tay mất hơn 6 giờ đồng hồ, nay chỉ mất khoảng 30 phút cho mỗi lần đóng mở. Được biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu cải tiến hệ thống motor điện, ước tính kinh phí thực hiện khoảng 30 triệu đồng một cống. Sau khi hoàn chỉnh, sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống motor điện cho 15 cống có thiết kế quay tay còn lại, góp phần phát huy hiệu quả ngăn mặn, kịp thời trữ ngọt, phục vụ sản xuất cho bà con trong vùng. Thưa quý vị, hiện nay việc xây dựng hệ thống cống kiên cố tốn khá nhiều kinh phí, nên các địa phương trong nhiều năm qua đã triển khai đắp các con đập thời vụ để trữ nước ngọt, đồng thời ngăn mặn vào nội đồng. Tuy nhiên, những con đập này lại bộc lộ nhược điểm, bởi khi nước hết mặn, bắt buộc phải phá bỏ. Điều này vô tình đã tạo sự bồi lắng kênh mương và đôi khi nhiều khu vực xây dựng đắp đập thời vụ không còn đất để đắp đập. Trước tình hình hạn mặn đang có xu hướng gia tăng trở lại như hiện nay, thành phố Dị Thanh đã có cải tiến trong đắp đập thời vụ, bước đầu đặt nhiều kỳ vọng, góp phần nâng cao hoàn thiện hệ thống ngăn mặn. Năm nào cũng vậy, mỗi khi nồng độ mặn tăng lên, các đập thời vụ tại nhiều con kênh sẽ được đắp lại như thế này để ngăn không cho nước mặn vào nội đồng. Nhưng nó lại có nhược điểm là không tiêu thoát được nước tù động, không trữ được nước ngọt, hơn nữa lại cản trở lưu thông. Trước tình hình thực tế này, đặc biệt là sau nhiều năm sống chung với mặn, Phòng Kinh tế thành phố Dị Thanh đã cải tiến các đập thời vụ phù hợp hơn. Theo đó, hai bên đập được xây dựng bằng 4 trụ bê tông, xen kẽ là những trụ bằng bạch đằng hoặc cây tràm để chịu lực đẩy của nước. Ở giữa lắp một cửa cống tạm, dùng ba lăng để vận hành khoảng 20 phút đóng mở cống. Cái đồng độ mặn nó giảm mà thì cho mở ra cho là phương tiện mà vận chuyển thủy về nông sản của bà con nó vận chuyển nó được dễ dàng.
Cái thứ hai nữa mà nước mà khi mà ở trên nó đổ về nó ngọt á, thì mình mở ra để mình xả bớt cái phèn mặn ở trong. Mà khi mà hết mặn rồi mình có thể dỡ cái nắp lên rồi mình là sơn phết sửa lại rồi di tu rồi tới rồi nữa mà cái thời gian mà có độ mặn hoặc là lũ về thì chúng ta có thể là đem xuống rồi gia cố lại chút đỉnh rồi chúng ta sẽ tận dụng lại được. Đặc biệt, đập thời vụ này thiết kế đến hai cánh cửa cống để phòng ngừa tình huống xấu. Mặn tăng cao thì hai nắp cống này sẽ đóng lại để trữ nước ngọt, không cho nước mặn tràn vào. Tùy theo địa hình, kinh phí xây dựng một đập thời vụ nhỏ khoảng 80 triệu đồng, đập lớn khoảng 300 triệu đồng. Mặc dù kinh phí tăng gấp đôi so với cách xây dựng đập thời vụ cũ, nhưng nó có thể sử dụng được đến 10 năm và khắc phục được những nhược điểm của cách làm cũ. Bên cạnh đó, vẫn đảm bảo cho các ghe tải trọng 50 tấn qua lại bình thường. Với những ưu điểm này, đến nay, thành phố Vị Thanh đã tiến hành tất cả 9 con đập kiểu như vậy. Nói chung, hiện nay chúng tôi cho các cái huyện về đây tham quan. Và hiện nay, Trung ương cũng đã hỗ trợ một phần cho Hậu Giang, cũng kinh phí cũng tương đối. Thì cái kinh phí này sẽ dành ra cho những cái đập thời vụ này sẽ thực hiện ngay trong cái từ đây tới cuối tháng. Hoặc là nếu mặn nữa thì ta tiếp tục ta lấn sâu cho các huyện vùng trên. Năm nay, do mặn tăng cao bất thường, nên tỉnh Hậu Giang đã dành trên 9 tỷ đồng để đắp gần 300 con đập thời vụ. Nhưng để đảm bảo lưu thông, thì khi hết nước mặn, tất cả các con đập này sẽ phải phá dỡ hoàn toàn. Vì thế, sự cải tiến xây dựng đập thời vụ ở thành phố Vị Thanh đã tránh được sự lãng phí. Với những ưu điểm vượt trội, sáng nay, ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang đã khen thưởng đột xuất cho phòng kinh tế thành phố Vị Thanh vì đã có cải tiến xây dựng đập thời vụ phòng chống mặn đạt hiệu quả. Với cải tiến của thành phố Vị Thanh, đập thời vụ đã phát huy được nhiều tính năng hơn, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, góp phần rất lớn trong việc ngăn mặn, trữ ngọt, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của ngành chức năng thì xâm nhập mặn hiện nay đang có xu hướng tăng mạnh trở lại. Vì vậy, người dân cần theo dõi sát sao diễn biến của độ mặn để tìm cách ứng phó thích hợp. Và tiếp tục chương trình thời sự tối nay, biên tập viên Ngọc Như sẽ chuyển đến quý vị và các bạn thông tin về tình hình xâm nhập mặn vừa cập nhật. Thưa quý vị, mở đầu bản tin hôm nay là một số thông tin nồng độ mặn trên địa bàn Hậu Giang mà chúng tôi vừa cập nhật. Nếu như hôm qua, độ mặn một số nơi trên địa bàn tỉnh đã giảm, thì trong ngày hôm nay độ mặn đang có xu hướng tăng lên, tương đương vào cuối tuần trước. Cụ thể, so với ngày hôm qua thì tại ngã ba nước trong, độ mặn tăng từ 6 phần ngàn lên 10,5 phần ngàn. Tại cống kênh Lầu tăng từ 5,6 phần ngàn lên 9,8 phần ngàn. Tại đầu kênh Năm thì tăng từ 3,5 cho đến 8,1 phần ngàn. Tại Long Mỹ, độ mặn đo được tại phàn hang dừa Lương Tâm là 5,4 phần ngàn, tại Ủy ban Nhân dân xã Lương Nghĩa 10,7 phần ngàn, còn tại cống Hóc Bó là 11,9 phần ngàn. So với thành phố Vị Thanh, thì độ mặn tại khu vực này tăng nhẹ không quá 1 phần ngàn. Ở Nam Bộ, trong thời gian này dù đã có những cơn mưa trái mùa, nhưng theo dự báo trong tháng 4 thì khô hạn xâm nhập mặn sẽ diễn ra gay gắt, lượng nước tiếp tục thiếu hụt từ 30 cho đến 50%. Độ mặn 4 phần ngàn vào sâu trên sông Dàm Cỏ từ 100 cho đến 110 km, trên sông Tiền, sông Hậu từ 60 cho đến 65 km, đến giữa tháng 4 thì độ mặn mới giảm dần. Và để cung cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân vùng bị ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn, tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương thi công công trình cung cấp nước sạch, phục vụ sinh hoạt và sản xuất, để phục vụ cho khoảng 30.000 hộ dân của huyện Tân Phú Đông và một phần của huyện Gò Công Tây. Trong khi cả đồng bằng sông Cửu Long đang điêu đứng với hạn mặn, thì tại Đồng Tháp, người dân lại bất chấp khoan giếng nước mặn để nuôi tôm thẻ chân trắng ngay trên vùng nước ngọt. Những năm gần đây, do nuôi tôm thẻ chân trắng hiệu quả cao nên một số bộ phận nông dân trong vùng quy hoạch ngọt quá đã tự phát đốn dừa, mía, cây ăn trái để khoan giếng lấy nước mặn nuôi tôm biển. Việc làm đó tác động xấu đến môi trường sinh thái của vùng, nếu như không ngăn chặn kịp thời sẽ phá vỡ quy hoạch sản xuất nông nghiệp bền vững toàn vùng. Và những thông tin trên đã kết thúc bản tin diễn biến xâm nhập mặn ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là tin tức thời sự đáng chú ý.
Những nội dung tiếp theo của chương trình thời sự tối nay: thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ đối với dân tộc thiểu số, huyện Châu Thành A tập trung ưu tiên nhiều hoạt động phát triển kinh tế cho bà con Khmer. Từ ngày 14 tháng 4, bắt đầu thu phí đoạn Cần Thơ Phụng Hiệp với 5 mức phí, trong đó cao nhất là 200.000 đồng một vé lượt. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu mỗi năm là phải giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 3 đến 4% theo quyết định 1557 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, huyện Châu Thành A đã thực hiện nhiều chủ trương chính sách lớn về phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc. Nhờ đó đời sống của bà con từng bước được nâng lên. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương được giảm nhanh từ 30% năm 2009 đến cuối năm 2015, giảm còn 8,5%. Hiện tất cả 7 ấp có đông hộ dân tộc thiểu số đã thoát khỏi ấp đặc biệt khó khăn. Đời sống tinh thần cũng từ đó chuyển biến hơn so với trước, tạo thêm niềm phấn khởi để bà con đóng góp xây dựng mới chùa Khmer, vòng tôm vòng xây, thị trấn Cái Tắc. Thời gian tới, huyện Châu Thành A tập trung ưu tiên dạy nghề, kết hợp hỗ trợ vốn cho hộ dân tộc chăn nuôi, đồng thời thực hiện đồng bộ các chính sách như hỗ trợ nhà ở, nước sạch, đảm bảo đời sống sinh hoạt cho người dân. Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính Trật tự Xã hội Công an thành phố Vị Thanh vừa phối hợp với trường Trung học Phổ thông Vị Thanh tổ chức buổi cấp giấy chứng minh nhân dân lưu động cho các em học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh có hơn 1.000 em học sinh theo học từ khối lớp 10 đến lớp 12. Trong đó có 210 em chưa được cấp giấy chứng minh nhân dân. Qua một buổi làm việc, có 140 em học sinh được cơ quan công an hoàn thành hồ sơ để cấp giấy. Số còn lại do không đủ điều kiện về thủ tục. Sau hai đợt phối hợp, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính Trật tự Xã hội Công an thành phố đã cấp giấy chứng minh nhân dân cho trên 400 em học sinh trường Trung học Phổ thông Vị Thanh và trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn. Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính Trật tự Xã hội sẽ tổ chức đợt cấp đổi giấy chứng minh nhân dân lưu động cho người dân ở xã Quả Tiến. Những người lớn tuổi bị bệnh tật đi lại khó khăn sẽ được đội cử cán bộ đến thực hiện các bước cấp giấy tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, bến xe thị xã Ngã Bảy nằm dọc theo quốc lộ 1. Dù có bến bãi, nhưng sự quá tải trong thời gian vừa qua đã gây ra tình trạng là chèo kéo khách, gây mất trật tự an toàn giao thông trong khu vực. Để giải quyết tình trạng quá tải này, thì năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho chủ trương xây dựng bến xe thị xã Ngã Bảy. Nhưng đến nay, tiến độ thi công vẫn còn chậm. Tại buổi kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản trong sáng nay, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nghiêm túc phê bình sự chậm trễ của đơn vị thi công. Qua nghe phê bình của lãnh đạo tỉnh, đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn tất việc thảm nhựa và hệ thống chiếu sáng trước ngày 30 tháng 4 và cơ bản hoàn thành hạng mục nhà điều hành để đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Trên công trình đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước, đoạn từ Ủy ban Nhân dân xã Đông Phước đến quốc lộ 1 đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sẽ bàn giao vào dịp lễ 30 tháng 4. Đánh giá trong chuyến khảo sát thực tế, đối với các công trình chậm tiến độ, ông Nguyễn Văn Tuấn đề nghị đơn vị thi công tăng cường nhân lực, tổ chức phân chia khối lượng công việc hợp lý, không để tình trạng trì trệ tiếp diễn và đẩy nhanh tiến độ, tuy nhiên cần phải đảm bảo chất lượng và mỹ quan công trình. Trong khi đó, tại thành phố Vị Thanh, với quyết tâm lập lại trật tự đô thị, tạo vẻ mỹ quan, sáng, xanh, sạch đẹp, thời gian qua, thành phố Vị Thanh đã triển khai vận động người dân tháo dỡ mái che cố định, vi phạm hành lang lộ giới. Đây là việc làm thường xuyên, liên tục và sẽ được duy trì vận động tháo dỡ đến tháng 5 năm 2016. Thành phố chọn phường 1 làm điểm chỉ đạo trong thực hiện với 307 trường hợp mái che cố định. Qua 2 tháng thực hiện, bằng biện pháp tuyên truyền, phường đã vận động tháo dỡ được 305 trường hợp, 2 trường hợp còn lại đang tiếp tục vận động. Vì vậy, thành phố chỉ đạo các đơn vị khi đi vào triển khai, chú ý đến công tác tuyên truyền, tổ chức họp đầy đủ tất cả các hộ có mái che cố định vi phạm, từ đó nâng cao ý thức của người dân. Thưa quý vị, mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Cần Thơ Phụng Hiệp, chủ đầu tư công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ Phụng Hiệp theo hình thức hợp đồng BOT cho biết, bắt đầu từ ngày 14 tháng 4, phía công ty sẽ bắt đầu triển khai thu phí dự án với mức thu như sau.
Từ 0 giờ ngày 14 tháng 4, công ty bắt đầu triển khai thu phí xe ô tô với mức thu thấp nhất là 35.000 đồng một vé lượt và cao nhất là 200.000 đồng một vé lượt. Mức thu phí được công ty thực hiện theo quy định tại thông tư số 144 ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài chính. Được biết, dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ-Phụng Hiệp có chiều dài hơn 20 km với tổng mức đầu tư khoảng 1.836 tỷ đồng và được kiểm tra nghiệm thu hoàn thành vào tháng 12 năm 2015. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.